Harry luôn bóc mẽ con người thật của Trấn Thành khi ở bên cạnh vợ. Sự cương chiều của Harry luôn khiến Trấn Thành luôn vui vẻ, thoải mái. Harry luôn mới đây đã cập nhật video ghi lại khoảnh khắc đời thường với Trấn Thành. Cô còn chia sẻ thêm, khi chồng tôi nhõng nhẽo với mình, ai sở hữu chồng nhõng nhẽo giơ tay. Trong đoạn video này, Trấn Thành thoải mái thể hiện tính cách vui vẻ, hoạt bát và nhảy múa trước mặt vợ. Khi Harry luôn hưởng ứng và lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này, nam MC không hề ngần ngại, ngược lại anh càng trở nên phấn khích, ra sức trêu đùa bà xã. Nhiều khán giả khi theo dõi xong đoạn video này đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tị với tình cảm giữa Trấn Thành và Harry luôn. Tôi thích người đàn ông như Trấn Thành yêu thương vợ vô điều kiện. Harry luôn già sao nổi khi ông chồng vừa cưng vừa hài hước cười suốt ngày, có chồng cưng chiều như vậy, vợ cứ mãi trẻ đẹp không già. Khi nhắc về Harry luôn, Trấn Thành luôn thể hiện cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Nhân dịp sinh nhật bà xã, nam MC đã hết lời khen ngợi đối phương và gửi lời cảm ơn đến Harry luôn vì luôn trò chuyện với chồng 2 tiếng mỗi ngày trước khi đi ngủ, không từ chối và sử dụng triệt để bất cứ món quà đắt tiền được tặng bởi chồng. Anh nói thêm, cảm ơn vì đã cùng anh thưởng thức mọi món ăn ngon trên đời mà không than sợ mập. Cảm ơn vì gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn biết cách nhõng nhẽo làm tôi siêu lòng. Cảm ơn vì đã bắt anh phải cười thật tươi mỗi ngày cùng em. Chúc mừng sinh nhật cục vàng của tôi, yêu vợ nhất trên đời. Trấn Thành không chỉ dành cho vợ những lời tốt đẹp nhất, anh còn lên tiếng bảo vệ bà xã mỗi khi cô vướng vào những tin đồn thất thiệt.